Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện An Dương do đồng chí Trần Thị Quỳnh Trang, Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy An Dương làm trưởng đoàn vào đặt lễ dâng hương tại đình Trang Quan. Trân trọng kính mời đoàn đại biểu.
tình quê hương. Ơi quê hương mình thắm mi đưa mi bao ân tình gắn bó. Chào liền thần công làng xóm mi từ ngàn xưa bãi lâu y ngút ly ngàn ly mỗi làng mi vang trống reo chiều ngân vàng thì đất đi trời đi.
quý vị khán giả hãy cùng vỗ tay thật lớn và thật nồng nhiệt. Xin được cảm ơn cô và trò đến từ trường mầm non xã An Đồng. Một tiết mục vô cùng đặc sắc, chúc mừng cho lễ hội đình trang quan. Thank you.
Thay mặt cho ban tổ chức lễ hội, trân trọng cảm ơn đoàn trèo Hải Phòng. Cảm ơn. Trân trọng kính mời ba đồng chí cựu chiến binh rước quốc kỳ ra lễ đài. Xin được kính mời các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý, toàn thể nhân dân sẽ cùng đứng dậy chuẩn bị thực hiện nghi thức chào cờ. Cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, cảm ơn quý vị đại biểu, khách quý và toàn thể nhân dân. Trong không khí thật vui tươi phấn khởi, toàn đảng toàn dân thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và thành phố Hải Phòng năm 2023. Thực hiện quyết định số 16 QĐ HMTC ngày 2 tháng 2 năm 2023 của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam về việc công nhận cây Bồ đề trong khuôn viên di tích văn hóa đình Trang Quan thuộc thôn Trang Quan, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng là cây di sản Việt Nam. Được giúp đỡ của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, Ủy ban dân huyện An Dương, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện An Dương, hôm nay, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã An Đồng, Ban quản lý di tích đình Trang Quan long trọng tổ chức lễ đón nhận công nhận cây di sản Việt Nam, một cây Bồ đề trong khuôn viên đình Trang Quan. Và về dự buổi lễ hôm nay, ban tổ chức lễ hội xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng giới thiệu đại biểu Hội Bảo vệ Thiên nhiên Môi trường Việt Nam. Trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ khoa học Đặng Huy Huy, chủ tịch Hội đồng cây di sản Việt Nam, phó chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên Môi trường Việt Nam. Trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào đón tiến sĩ Phạm Anh Cường, phó chủ tịch Hội đồng cây di sản Việt Nam. Các ông bà trong Trung ương Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, để quý vị nhiệt liệt chào đón. Trọng giới thiệu ông Nguyễn Đình Trì, phó chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian thành phố Hải Phòng. Trân trọng giới thiệu các ông bà trong Sở Khoa học Môi trường, Báo An ninh Hải Phòng, Báo Hải Phòng, đại diện các Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Văn hóa Thể thao và Thông tin thành phố Hải Phòng, hãy cùng nhiệt liệt chào mừng. Đại biểu huyện An Dương xin trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào đón ông Nguyễn Văn Hoàn, nguyên bí thư huyện ủy huyện An Dương. Trân trọng giới thiệu ông Lương Thế Quý, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch thường trực Ủy ban dân huyện An Dương. Trân trọng giới thiệu ông Phạm Hải Nam, ủy viên ban thường vụ, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy An Dương. Trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào đón ông Nguyễn Văn Phúc, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy An Dương. Đại biểu xã An Đồng, ban tổ chức lễ hội xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Trọng, bí thư đảng ủy xã An Đồng. Trân trọng giới thiệu ông Diệp Xuân Loan, nguyên bí thư đảng ủy xã An Đồng. Giới thiệu ông Đỗ Khắc Tiến, huyện ủy viên, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch Ủy ban dân xã An Đồng. Trân trọng giới thiệu ông Vũ Bá Thảo, phó bí thư thường trực, chủ tịch Hội đồng dân xã An Đồng.
cùng các ông bà, các đồng chí trong ban thường vụ đảng ủy, thường trực hội đồng nhân dân, lãnh đạo ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc xã, các ngành đoàn thể xã An Đồng, các ông bà bí thư chi bộ, trưởng thôn, cụm dân cư, trưởng ban công tác mặt trận, chi hội trưởng các đoàn thể, sư trụ trì chùa Phúc Quang, linh mục, chính sứ, giáo sứ, cha quan đồng giới, ban hành giáo hội nhà sứ cha quan, phật tử các dòng họ thôn cha quan, cùng toàn thể nhân dân và khách thập phương đến dự nay đã về đông đủ, nhiệt liệt chào đón toàn thể quý vị. Ban tổ chức cũng xin được trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào đón sự hiện diện của ông Đỗ Khắc Hòa, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Dương, xin nhiệt liệt chào đón. Kính thưa các đồng chí, thưa cùng nhiệt liệt chào mừng. Sau đây ban tổ chức xin được thông qua chương trình buổi lễ sáng hôm nay như sau: một, đón tiếp đại biểu văn nghệ chào mừng; hai, lãnh đạo thành phố, huyện, xã và đại biểu lễ. Ngay sau đây ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Đức Ban, trưởng ban quản lý di tích đình Trang Quan lên giới thiệu về di tích đình làng và cây bồ đề là cây di sản Việt Nam. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Hải Phòng, huyện An Dương và xã An Đồng. Kính thưa các vị đại biểu, các chức sắc tôn giáo, các vị quý khách cùng toàn thể nhân dân. Vâng, thôn Trang Quan theo nghĩa nho tức là vùng đất đẹp và trọng yếu. Thôn Trang Quan là làng cổ đã hình thành muộn nhất vào thời Lê Mạc thế kỷ thứ 16. Bởi bịa bởi trong bia trùng tu tiên ngân kiểu bia ký dựng năm 1718 hiện lưu giữ tại đình Đồng Giới, khắc ghi nhân dân thôn Trang Quan có công đức trùng tu cây cầu lớn bắc qua sông thế thời đó. Trang Quan xưa thuộc huyện An Dương, phủ Kinh Môn, tỉnh An Dương. Trước năm 1945 thuộc Tổng An Lạc, huyện An Dương, tỉnh Kiến An. Theo thần tích trần sắc của huyện An Dương, tỉnh Kiến An, theo thần tích trần sắc của địa phương ghi chép, đình Trang Quan đã khởi công vào thời Lê Vịnh Thịnh 1705-1729. Và có là ngôi ngật đẹp có quy mô 5 gian đại bái và 2 gian động cung, trong đó một gian cung cấm. Trải qua thiên nhiên thăng trầm của lịch sử, đình Trang Quan đã hủy hoại. Năm 2016-17, đình Trang Quan được người dân địa phương phục dựng trên nền đất cũ. Đình Trang Quan hiện nay có khuôn viên rộng, thoáng mát. Đình xây theo kiến trúc kiểu truyền thống, mái trồng thiêm, nóc cá, châu đao, tàu góc, lập ngoài mũi cổ truyền. Trong đình bày đầy đủ các bài vị, các đồ thờ tế khí sáng dạng có giá trị mỹ thuật cao. Theo thần thích trần sắc của làng đời nay, đình Trang Quan thờ 9 vị thần hoàng, trong đó có ngài Phạm Tử Nghi, người làng Vĩnh Diệm, huyện An Dương xưa. Ông có danh tướng thời Mạc, có nhiều công hiển hách. Đặc biệt khi ông hiển hóa, ông còn trở thành thánh linh thiêng rất nhiều địa phương trong và ngoài thành phố Hải Phòng thờ và lập thành hoàng đạo. Đình Trang Quan còn thờ ngài Nguyễn Minh Chính, ngài là những vị quan của triều đình đương thời đã có công giúp nước dân quay đê lấn sông, mở rộng ruộng đất, điền canh tác cho dân. Các vị thành hoàng được tôn thờ tại đình đây đều có công phù trợ giúp vua giúp nước, phù hợp vua giúp nước giúp dân. Các ngài được các triều vua phong nhiều sắc, ban tặng duệ hiệu mỹ thực. Xưa kia tại đình đền miếu chùa Trang Quan có nhiều cây cổ thụ. Trải qua thăng trầm bao đinh chiến tranh, hiện nay chỉ còn duy nhất cây đại thụ với khuôn viên đình Trang Quan, đó là cây bồ đề. Đây là cây bồ đề được đạo tràng, loại cây có truyền thống gắn bó với đời sống tâm linh của nhân dân ta, chứa đựng nhiều giá trị, biểu tượng nhiều ý nghĩa và tín ngưỡng văn hóa tâm linh tốt đẹp của người Việt. Cây bồ đề của nguồn gốc tại miền Trung Ấn Độ trước đây, nay là nước Tây Ban. Theo Phật thoại, sau năm tu đầu đà khổ hạnh dưới chân núi tuyết, ngài Thích Ca Mâu Ni Phật tự thấy rằng việc tu khổ ép sát như thế không tìm được chân lý, nên ngài đã về núi Cô Đa ngồi dưới gốc cây bồ đề và thề rằng nếu ta không thành nào thì dù thịt tát xương tan, ta cũng quyết tâm
không đứng khỏi chỗ này. Với ý nghĩa hùng dũng cương quyết, sau 49 ngày tư duy suy nghĩ, ngài thấu đỗ chân tướng của vũ trụ, bản thể của nhân sinh và loại chứng minh đạo Phật. Do vậy, đạo Phật chân an còn gọi là đạo Phật Bồ Đề. Với nghĩa đó, theo quan niệm dân gian, cây Bồ Đề trồng ở đây nào cũng chính là nơi đất thiêng liêng, nơi Phật hiển hiện đã cứu giúp chúng sinh trong thế giới Sa Bà. Theo các bậc cao niên và truyền thống của địa phương, cây Bồ Đề ở đình tại Trang Quan đã trồng cách đây khoảng 150 năm. Nhìn lại thời gian trước đây, chúng ta đều biết một thời kỳ dài trang quang vắng bóng, nơi đỉnh xưa chỉ còn một bãi đất trống trải, hoang vu um tùm. Nhưng cây Bồ Đề trên đỉnh vẫn vững vàng vượt qua bao bão sóng gió bão tung. Cảnh lá của cây Bồ Đề xanh tươi quanh năm, tán lá Bồ Đề tỏa rộng khắp, biểu tượng với hình bóng của chư Phật thánh tọa lạc, khẳng định và bảo vệ môi trường của một vùng đất thiêng liêng bất khả xâm phạm. Cây Bồ Đề tại đình Trang Quan cũng là trở thành não mục chứng kiến bao tịch suy của thế cuộc, với tấm lòng thành của nhân dân hướng về thần hoàng nàng. Trong hai cuộc kháng chiến anh hùng dân tộc chống kẻ ngoài xâm lược đế quốc Pháp và đế quốc Mỹ, đình Trang Quan còn là nơi các lực lượng kháng chiến bộ đội tập trung đóng quân, quân huyện xuất phát đi tiêu diệt các đồn quốc địch, phá tè trừ gian trong vùng địch hậu, đánh trả chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ xâm lược. Tôi trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của Hội Bảo vệ Thiên nhiên Môi trường Việt Nam, các cơ quan, đơn vị, chức năng của nhà nước. Trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, các đơn vị, các tổ chức, cá nhân đã đóng góp công sức, động vật lực, tài lực để có thành quả với và buổi lễ đẹp như hôm nay. Nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc buổi lễ của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Anh Cường, Phó Chủ tịch Hội đồng Cây sản Việt Nam sẽ lên công bố quyết định. Trân trọng kính mời ông. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể bà con xã An Đông, tôi xin thay mặt Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đọc quyết định. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc, Hà Nội, ngày 2 tháng 2 năm 2023. Quyết định số 16/QĐ-HMTG về việc công nhận cây di sản Việt Nam. Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam căn cứ quyết định số 299/CT ngày 23 tháng 11 năm 1988 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nay là Thủ tướng Chính phủ, về việc thành lập Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam. Căn cứ điều lệ hoạt động của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, căn cứ hồ sơ đăng ký cây di sản Việt Nam của Trưởng ban Quản lý Di tích Đình Làng Trung Quan, căn cứ kết quả xét duyệt của Hội đồng Cây di sản Việt Nam ngày 12 tháng 1 năm 2023, theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Cây di sản Việt Nam và Tổng Thư ký Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, quyết định điều 1, công nhận cây Bồ Đề Ficus religiosa trong khuôn viên đình làng Trang Quan, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng là cây di sản Việt Nam. Điều 2, cây di sản Việt Nam được hưởng các điều kiện ưu đãi theo quy định của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam. Điều 3, các ông Tổng Thư ký Hội, Chủ tịch Hội đồng Cây di sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên thành phố Hải Phòng, Trưởng ban Quản lý Di tích Đình làng Trang Quan cùng cộng đồng địa phương được công nhận cây di sản Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Thay mặt Ban Thường vụ, Chủ tịch Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sinh. Sau đây xin mời Giáo sư Tiến sĩ Đặng Huy Huỳnh, Phó Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Cây di sản Việt Nam, Anh hùng đa dạng sinh học ASEAN lên trao bằng. Và kính mời đại diện
của xã và ban quản lý đình Trang An lên nhận bằng quyết định. Xin được kính mời các đồng chí lãnh đạo, quý vị đồng chí, quý vị nhân dân, chúng ta hãy cùng vỗ tay thật lớn và thật nồng nhiệt, xin được chúc mừng. Anh Ban ơi, xin làm lại. Về tham dự buổi lễ hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông giáo sư tiến sĩ khoa học Đặng Huy Huỳnh, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam bước lên sân khấu để có đôi lời phát biểu. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Hải Phòng, kính thưa các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, mặt trận tổ quốc Việt Nam, huyện An Dương. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xã An Đồng, huyện An Dương, và kính thưa các đồng chí lãnh đạo Ban chấp hành Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường thành phố Hải Phòng cùng các ban ngành của sở thành phố Hải Phòng cũng như các ban nội huyện. Kính thưa các cụ cao niên, bà con trong đình Trăng Quang và xã An Đồng, huyện An Dương, cho phép tôi thay mặt Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, Hội đồng Cây Di sản Việt Nam, trước tiên xin chúc mừng đình Trăng Quang hôm nay đã làm lễ vinh danh cây Bồ Đề là cây di sản Việt Nam. Kính thưa các vị, đây là cái niềm hạnh phúc không riêng gì cho bà con ở huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, mà đây cũng là niềm vui, niềm hạnh phúc cho người dân Việt Nam. Chúng ta ra sức bảo vệ cây, bảo vệ môi trường trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay, trong điều kiện môi trường bị ô nhiễm một hiện nay, thì chính vì thế một bóng cây, một lá cây, một rễ cây, một cây cây vô cùng có ý nghĩa đối với sức khỏe cộng đồng. Mà sức khỏe cộng đồng tốt, chính đó là cái nền tảng của phát triển kinh tế và xã hội. Chính vì thế mà hôm nay đình làng Trăng Quang cùng với các cụ ông, cụ bà con tập hợp ở đây để chúng ta vinh danh cụ Bồ Đề là cây di sản Việt Nam. Thưa các đồng chí lãnh đạo thành phố Hải Phòng, huyện An Dương, xã An Đồng và bà con, đây là một cây nằm trong danh sách 7.000 cây di sản Việt Nam. Hiện nay Hội Bảo vệ Thiên nhiên Môi trường Việt Nam của chúng tôi đã vinh danh gần 7.000 cây di sản Việt Nam phân bố ở 54 tỉnh thành trong cả nước, từ vùng núi cao Phong Xi Băng cho đến Côn Đảo, cho đến Trường Sa và sông Tử Tây của Khánh Hòa, Nha Trang đều có mặt cây di sản Việt Nam. Chính vì thế mà đình làng cũng do bà con giữ được cây Bồ Đề là cây di sản Việt Nam hôm nay. Chúng tôi mong rằng và kỳ vọng và tin tưởng rằng bóng cây Bồ Đề, rễ cây Bồ Đề sẽ là tỏa bóng mát giúp cho bà con chúng ta an lành mùa mần mùa màng bội thu, sức khỏe an bình, bà con đoàn kết xung quanh đảng, xung quanh chính quyền để chúng ta xây dựng nông thôn mới, xây dựng thành phố Hải Phòng thành một thành phố xanh, sạch, đẹp, văn minh và hiện đại. Cuối cùng, tôi xin kính chúc các vị lãnh đạo thành phố
nguyên lãnh đạo thành phố, các vị lãnh đạo huyện, ủy, ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân, mặt trận tổ quốc, viện An Dương cùng các đồng chí lãnh đạo xã, An Đồng và bà con trong thôn xóm cũng như các người con của xã An Đồng hôm nay có mặt hôm nay thật mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, trân trọng kính mời ông Lê Trung Long, cán bộ văn hóa xã An Đồng lên công bố quyết định thành lập Ban Quản lý Cây Di sản Việt Nam. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa các cụ cao niên, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, thưa toàn thể nhân dân và du khách thập phương, được sự phân công của các đồng chí lãnh đạo xã An Đồng, sau đây tôi xin công bố quyết định về việc thành lập Ban Quản lý Cây Di sản Việt Nam tại thôn Trang Quan, Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập Tự do Hạnh phúc, Ủy ban Nhân dân xã An Đồng, An Đồng ngày 28 tháng 2 năm 2023, quyết định về việc thành lập Ban Quản lý Cây Di sản Việt Nam tại thôn Trang Quan, xã An Đồng. Ủy ban Nhân dân xã An Đồng, căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019, căn cứ luật di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009, căn cứ hồ sơ đăng ký cây di sản Việt Nam của trưởng ban quản lý di tích đình Trang Quan, căn cứ quyết định số 16 ngày 2 tháng 2 năm 2023 của Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam về công nhận cây di sản Việt Nam, xét đề nghị của công chức văn hóa xã hội xã, quyết định điều 1 thành lập Ban Quản lý Cây Di sản Việt Nam tại thôn Trang Quan, xã An Đồng gồm các ông bà có tên sau: ông Lê Văn Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, trưởng ban; bà Nguyễn Thị Dịu, trưởng thôn Trang Quan, phó ban; ông Nguyễn Đức Ban, trưởng ban công tác mặt trận thôn Trang Quan, phó ban; ông Lê Trung Long, công chức văn hóa xã hội xã, thành viên; ông Nguyễn Trọng Đại, phó trưởng thôn Trang Quan, thành viên; ông Nguyễn Quang Khải, phó ban quản lý đình Trang Quan, thành viên; bà Vũ Thị Hà, phó ban quản lý đình Trang Quan, thành viên; ông Vũ Đức Văn, phó ban quản lý đình Trang Quan, thành viên. Kính mời các ông bà có tên sau tham gia thành viên ban quản lý: ông Vũ Bá Thảo, phó bí thư thường trực đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã; ông Nguyễn Văn Tính, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã; ông Trần Duy Phong, chủ tịch hội cựu chiến binh xã; ông Nguyễn Quyết Tuyến, bí thư đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã; bà Nguyễn Thị Hải Yến, chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ xã; ông Vũ Văn Luyến, chủ tịch hội nông dân xã. Điều 2, chức năng nhiệm vụ của ban quản lý thực hiện theo luật di sản văn hóa được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19 ngày 29 tháng 6 năm 2001 và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật di sản văn hóa số 32/2009 ngày 18 tháng 6 năm 2009. Điều 3, công chức văn phòng Ủy ban Nhân dân xã, các ông bà có tên tại điều 1, căn cứ quyết định thi hành quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, thay mặt Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Đỗ Khắc Tiến đã ký. Giới thiệu và kính mời ông Đỗ Khắc Tiến, huyện ủy viên, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã An Đồng lên phát biểu. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa các cụ cao niên, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, trong những ngày xuân tươi mới đầy khí thế hào hùng lịch sử, lời đầu tiên tôi xin kính chúc các cụ cao niên, các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân một mùa xuân mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Hiện nay trong khuôn viên đình làng Trang Quan còn lưu giữ được cây bồ đề cổ kính. Theo các cụ cao niên kể lại, trước đây khi còn bé đã có cây bồ đề tại sân đình làng. Từ đó đến nay, trải qua biết bao biến cố thăng trầm của lịch sử, trải qua biết bao sự khắc nghiệt đổi thay của thời tiết, thời gian, cây bồ đề tại bản đình vẫn vững vàng, bám chắc, vươn cao, là chứng nhân lịch sử chứng kiến những biến động, đổi thay của vùng đất, con người nơi đây. Theo hồ sơ xét duyệt và thẩm định ngày 2 tháng 2 năm 2023,
Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã công nhận cây bồ đề trong khuôn viên đình làng Trang Quan là cây di sản Việt Nam. Đây không chỉ là niềm vui mà còn niềm tự hào của người dân làng Trang Quan. Bao năm qua, cây bồ đề hàng trăm năm tuổi của làng đã tạo nên sự đa dạng sinh học, làm đẹp cảnh sắc, góp phần bảo vệ môi trường làng quê. Cây bồ đề được công nhận là cây di sản Việt Nam sẽ tạo nên động lực cho người dân nơi đây trong việc trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh nói chung, chăm sóc, bảo vệ, gìn giữ cây cổ thụ lâu năm nói riêng, qua đó tuyên truyền, giáo dục tới các thế hệ tiếp nối truyền thống tốt đẹp nghìn đời của dân tộc. Ăn quả nhớ người trồng cây, uống nước nhớ nguồn, từ đó cùng chung tay, chung sức chăm sóc, bảo vệ, gìn giữ những di sản văn hóa truyền thống cha ông để lại. Thay mặt chính quyền địa phương, xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Hội và Môi trường Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi để địa phương đón thêm cây di sản Việt Nam. Qua đây, tôi cũng xin biểu dương Ban Quản lý Di tích Đình làng Trang Quan đã nỗ lực hết mình trong việc khảo sát, lập hồ sơ cho cây di sản. Cuối cùng, xin kính chúc các cụ cao niên, các đồng chí lãnh đạo và quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Trân trọng cảm ơn. Đang làm việc, chương trình tổ chức lễ đón bằng công nhận cây di sản Việt Nam đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Thay mặt ban tổ chức, trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Hải Phòng, huyện An Dương, xã An Đồng, các quý vị đại biểu, quý chức sắc tôn giáo, quý khách thập phương và nhân dân đã về tham dự. Chúc các quý vị đại biểu, khách quý, toàn thể nhân dân sức khỏe, hạnh phúc, năm mới an khang và thịnh vượng. Kính thưa quý vị, sau đây là phần gắn bia cây di sản Việt Nam. Ban tổ chức trân trọng kính mời quý vị đại biểu, khách quý, toàn thể nhân dân cùng hân hoan tiến về phía cây bồ đề với thâm niên hơn 150 năm tuổi, đã trải qua nhiều biến cố về thời tiết nhưng càng ngày càng xanh tươi và vươn tỏa như chiếc ô che chở dân làng Trang Quan. Để thực hiện nghi thức gắn bia cây di sản Việt Nam, thành phần gắn bia và chứng kiến, ban tổ chức trân trọng kính mời. Và bây giờ sẽ là chương trình gắn bia cây di sản Việt Nam sẽ được diễn ra thật trang trọng, ý nghĩa và chính thức trong buổi sáng ngày hôm nay với cây bồ đề. Nam quý vị đã có mặt tại đền Trang Quan Xuân Quý Mão, và để chương trình thực sự là tất cả ý nghĩa, sẽ được kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng hướng về phía cây bồ đề. Thank you.
Bình thân phụ
lễ nghinh Đức Thánh Nam Hải Đại Vương, Đức Bát Vị Thành Hoàng Cúc Cung Bái. Thank you.
duy Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, tuế thứ Quý Mão Liên, nhị nguyệt ngũ nhật, Hải Phòng thành, An Dương huyện, An Đồng xã, Trang Quan thôn, Xuân Thiên Khánh Hội, Thất Vị Thành Hoàng, Đình Trang Quan, Trưởng Ban Khánh Tiết Nguyễn Đức Ban, Mạnh Bái Nguyễn Đức Thế, Đội Tế Lam Quan, Thôn Trang Quan, cùng hợp đồng bản thôn, Lam Phủ Lão Ấu, Lồi Thôn Ngoài Phố, Bách Gia Chư Nhân Đà, Xuân Thiên Khánh Hội, Hóa Thận Nhật, Thích Lâm, Chân Thành Cẩn Cù, Phủ Long Thành Trước, Nhang Đăng Hoa Quả, Tiểu Nhục Kim Ngân, Uy Nghi Lễ Vật, Cảm Chiêu Cáo Vũ, Cung Duy Thất Vị Thần Hoàng, Hiển Ứng Tối Linh Vị Tiền Viết, Khảm Uống Phong Tàng, Linh Ứng Hiển Hóa, Báo Hiệu An Dân, Thôn Cư Lạc Nghiệp, Vị Tiền Viết Nhân Thu Tiết, Thích Lâm Kính Trần, Hóa Nhật Đế Giá, Thánh Tô Hiển Phong, Tứ Phụ Dương Hầu, Lam Dương Đông Đào, Nguyên Soái, Tổng Ngưỡng Quốc Công Tiết Chế, Kiêm Các Sứ Thủy Bộ, Chư Dinh, Phò Mã, Đô Úy Thái Úy, Thành Quốc Công Nam Hải, Thượng Đảng Đại Vương Phúc Thần, Cung Duy Thánh Vương Phù, Thánh Vương Mẫu, Thánh Vương Phi, Thánh Vương Phi Vị Tiền Viết, Cung Duy Hành Khiển Trí Đức Tôn Thần Trị Hà, Cung Duy Bản Từ Hợp Từ Già Lam Chân Tế Đại Vũ Thượng Hà, Lưỡng Ban Từ Hà Phục Nguyện Thần Linh Bất Ngoại Thánh Nhi, Giao Vận Bố Đức Hảo Sinh Không Phù, Nhân Dân An Cư Lạc Nghiệp, Phả Cập Tiến Công Hậu Phố, Các Chân Linh Liệt Sĩ Vì Quốc Vong Thân, Cung Vi Hoàng Thiên Hậu Thổ, Long Mạch Thần Quân, Thần Kỳ Chúa Đất, Thổ Công Thổ Địa, Đông Trừ Tư Mệnh, Táo Phù Thần Quân, Đồng Lai Cách Hưởng, Vị Thượng Hưởng, Thông Đồng Bản Thông, Cúi Xin Cảm Tạ Cẩn Cáo. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời Tổ Thôn Thú Phạm Chí
ta hiến lễ nghệ thiếu tôn sở thiếu tôn giả cứ mình. Thank you.
Thank you.
Thank you.
nhiệt nhị thập nhật Hải Phòng thành An Dương huyện An Đồng xã Trang Quan thôn Xuân Thiên Khánh Hội Đình Trang Quan trưởng ban Khánh Tiết Nguyễn Đức Ban Mạnh Đài Phạm Thị Huyền đội tế nữ quan thôn Trang Quan cùng hợp đồng bản thôn nam phụ não ấu nội thôn ngoại phố bách gia chư nhân đẳng tư vị thu tuyết hoa nhật thích lâm châu thành cẩn cụ phù long thánh trước nhang đăng hoa quả tử nhục kim ngân phẩm chiêu cao vui cung duy thất vị thanh hoàng hiển ứng tối linh vị tiền viết khâu ương phong tặng linh ứng hiển hóa bảo hiệu an dân thôn cư lập nghiệp khai thác tính cương doanh thu điều nội danh yết thiên thu lưu phương vạn cổ hợp hoành y cựu phụng sự thánh tổ hiển ứng tối linh vị tiền viết cung duy các thánh hương phụ các thánh hương mẫu các thánh hương phi vị tiền viết cung duy vương hành khiển ngũ nhạc chi thân chị hạ cung duy bản tự hợp tự già nam châm tể đại vũ thượng hạ giao văn bố đức hảo sinh khuông phù nhân dân an cư lập nghiệp chữ đất thổ phong thổ địa đông trù tư mạnh táo phủ thần quân đông nay cách hưởng cũng hãy thượng hưởng nông đông bản thôn vui xin cảm tạ Oh,
Đứng đầu đi, đứng ba hàng đi, đứng ba hàng đi, hàng chống chứ.